Môn này lịch sử văn học Việt Nam. Giáo trình chúng tôi có khóa này là đã có giáo trình, bởi vì thầy lên phòng photo mua được. Trên mạng nghe lớp có kéo về lại rồi mấy phái phái nên khóa trước ha, bởi vì một thể theo dõi phái mới phái cũ nên năm ngoái như lớp có đến văn phòng học có kéo về mấy phái mấy viện theo dõi điện tin hình thành văn học Việt Nam này. Như vậy là bởi vì nghe hai bên năm nay chắc tôi dài chắc tặng nó phải có khác hơn cách thì mình lại cho cái này được phải không? Đó, mà vì thầy nghe phái cụ trên mạng cũng như là cập nhật mới ha. Đó là nội dung chỉnh đây nè. Còn tài liệu tham khảo mà vì thầy mà ưa đọc thêm 35 tài liệu đấy. Đinh Gia Khánh này, Chú Xuân Nhiên, Văn học Nhân gian tập 1, tập 2 nè. Cô đọc cái lớp nghe. Alo, quyển 1 là Đinh Gia Khánh, Chu Xuân Duyên, Văn học Nhân gian tập 1, tập 2. Quyển thứ 2 là Đinh Gia Khánh, chủ biên, Điển cố văn học. Thứ 3 là Đinh Gia Khánh, chủ biên, Hợp tuyển thơ văn Việt Nam thế kỷ thứ 10, thế kỷ thứ 17. Thứ tư là Nguyễn Trãi toàn tập. Thứ năm là Nguyễn Trãi ức trai thi tập, Dương An Sơn chuyển lục bát. Thứ sáu là Nguyễn Trãi khí phách và tinh hoa dân tộc. Thứ bảy là Truyền Kỳ Mạng Lục. Thứ tám là Thiên Nam Ngữ Lục. Thứ chín là Thơ Văn Lý Trần. Thứ mười là Hồng Đức Quốc Âm thi tập. Mười một là Thơ Văn Lê Thánh Tôn. 12 Thánh Tông Di Khảo. 13 Thơ chữ Hán Lê Thánh Tông. 14 Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm. 15 Văn chương Nguyễn Bỉnh Khiêm. 16 Lê Mạnh Thác nghiên cứu Thuyền Quyển tập Anh. 17 Lê Mạnh Thác lịch sử Phật giáo Việt Nam tập 1, 2, 3. 18 Trần Trọng Kim Việt Nam sử lược quyển thượng. 19 Trần Trọng Kim Việt Nam sử lược quyển hạ. 20 Nguyễn Lan Việt Nam Phật giáo sử luận. 21 Nguyễn Lan Việt Nam Phật giáo sử luận tập 2. 22 Nguyễn Đăng Mạnh dẫn luận nghiên cứu tác giả văn học. 23 Nguyễn Quang Ngọc tiến trình lịch sử Việt Nam. 24 Bùi Văn Nguyên Nguyễn Sĩ Cần Hoàng Ngọc Trì văn học Việt Nam từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 18. 25 Ngô Thị Nhậm thơ văn Ngô Thị Nhậm. 26 Ngô Thị Nhậm thơ văn Ngô Thị Nhậm bản dịch quyển 2. 27 Ngô Thị Nhậm, Ngô Thị Nhậm tác phẩm Cao Xuân Quy, Nguyễn Văn Tú, Ngô Lập Chi, Mai Quốc Liên, Trần Lê Sáng dịch tập 3. 28 Nhiều tác giả những vấn đề thi pháp Dostoyevsky, Trần Đình Sử dịch. 29 Nhiều tác giả về con người cá nhân trong văn học cổ Việt Nam. 30 Nhiều tác giả tuyển tập 40 năm tạp chí văn học cổ đại Việt Nam, Viện Văn học Hà Nội. 31 Nhiều tác giả văn học ngôn ngữ những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy Đại học Huế. 32 Lê Trí Viễn tổng quan văn chương Việt Nam. 33 Lê Trí Viễn đặc trưng văn học trung đại Việt Nam. 34 Lê Trí Viễn quy luật phát triển lịch sử văn học Việt Nam. 35 Phan Bội Châu toàn tập Nguyễn Châu sưu tầm và biên soạn. Như vậy có ba cuốn, cuốn này cuốn tổng hợp á, cuốn này cái này mày bị cỏ đấy phải không? À cỏ rồi mày bị tập trung đọc phần sáu á, phần dạ phần tư tưởng của Thiên Văn Trúc Lâm về các cảm hứng về thể loại ba mục sách, các cảm hứng chính phần thể loại là một, các cảm hứng chính là hai, thể loại là ba,
văn học đặc sắc của Việt Nam là Lý Trang Thiên Phả Trúc Lâm là nổi bật. Hai cuốn này, hôm nay vừa đọc cuốn này, ba cuốn này chúng tôi viết cả ba ha, cuốn này cũng có rồi nhưng mà chưa đang in. Chúng ta biết nước ta là nước nằm trong khu vực Đông Nam Á, phía Bắc thì giáp nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa, phía Tây và Tây Nam giáp nước Cộng Hòa Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia, phía Đông thì và phía Nam thì giáp Thái Bình Dương với 1.200 hòn đảo lớn nhỏ. Và như vậy diện tích của nước Việt Nam mình cũng khá rộng, tức là 333.991 km vuông đất liền, và phần biển rộng lớn gấp nhiều so với đất liền. Như vậy á, Việt Nam có thể nói là trở thành một chiếc cầu nối giữa châu Á và Thái Bình Dương, giữa Đông Nam Á lục địa và cả Đông Nam Á hải đảo. Và như vậy á, nước ta là nơi giao điểm các luồng tư tưởng được hình thành từ Đông sang Tây, từ Nam lên Bắc, nối tiếp giao thoa nhiều nền văn hóa lớn trên thế giới. Như vậy sở dĩ chúng tôi nói như vậy á, là đó là một trong những nguyên nhân mà tác động để hình thành một nền văn học Việt Nam phong phú đa dạng, tức là về mặt địa lý, từ góc nhìn địa lý. Bởi lẽ nguyên lý văn học là nghệ thuật ngôn từ, văn học là tấm gương phản ảnh của thời đại, hay nói khác đi, xã hội như thế nào văn học như thế đó, văn học là phản ảnh hiện thực cuộc sống. Chính vì thế cho nên nước ta là nước còn vị trí địa lý hết sức là thuận lợi và giao lưu và rất nhiều nền văn hóa, cho nên nền văn hóa chúng ta cũng phản ảnh hiện thực cuộc sống với một nội dung hết sức là sinh động. Đó là về mặt địa lý, từ góc nhìn địa lý. Mặt khác, lịch sử Việt Nam như thế nào? Lịch sử Việt Nam bắt nguồn từ sự giải thích nguồn gốc dân tộc Việt Nam, làm sự kết duyên hòa hợp hai dòng tiên rồng. Tiên là Âu Cơ thuộc lục quốc, lục quốc ở trên cạn, và rồng là Lạc Long Quân thuộc thủy quốc ở miền duyên hải hải đảo. Những huyền thoại ấy được kiểm chứng bằng khoa học, khảo cổ học phong phú đa dạng, và nó xác nhận thực tế một cách hiển nhiên cùng với quá trình hình thành đất nước, con người và tổ tiên Việt Nam. Thiên nhiên Việt Nam thì đa dạng và có rất nhiều vùng, từ đồng bằng ven biển rồi hương du rồi cao nguyên rồi núi rừng đó. Việt Nam là năm vùng đất diệt đời nữa, và tài nguyên hệ sức phong phú. Việt Nam lại có trên 54 tộc người và gần là 90 triệu người. Như vậy 98.7% là người Kinh, và 53 tộc người thiểu số chiếm khoảng 13%. Chính vì vậy mà ngôn ngữ các tộc người sinh trọng trên đất nước Việt Nam cũng là rất đa dạng phong phú.
thuộc tám nhóm ngôn ngữ, thuộc hệ Nam Hạ, Thái, Nam Đạo và hạng tạng như môn Khmer, Việt Mường, rồi Mông Giao, rồi hỗn hợp Nam Hạ, Tây Thái, Tàng Miên, hạng Nam Lào. Và như vậy lịch sử Việt Nam là lịch sử của một cộng đồng người, cư dân, nhiều tộc người, đa số, thiểu số, có những tộc đến trước, có những tộc đến sau. Nhưng mà cộng điểm chung đó là điều là hòa hợp và cùng nhau xây dựng đất nước, dựng nước, giữ nước, mở nước. Và như vậy suốt cả chiều dài lịch sử dân tộc Việt Nam đó, nó hình thành nên một nền văn hóa Việt Nam, bằng mang bản sắc dân tộc Việt Nam, những giá trị cao đẹp nhất của người Việt Nam. Thế thì nơi nào có văn hóa thì nơi đó có văn học. Nước ta có một nền văn hóa lâu đời, hẳn nhiên có một nền văn học được hình thành trong một tiến trình hình thành lịch sử văn hóa của cả dân tộc. Chúng ta có 4.000 năm dựng nước, giữ nước và mở nước. Đó là một nền văn học dân tộc, nó phản ánh trung thực đời sống xã hội và con người Việt Nam từ xưa đến nay qua cả thời kỳ lịch sử. Và như vậy nó bắt nguồn từ những sáng tạo về nghệ thuật ngôn từ của người dân lao động, nó ra đời từ cộng sản Nguyễn Thị, nó phát triển mạnh mẽ trong xã hội có giai cấp và tiếp tục tồn tại và thăng hoa cho đến ngày nay. Trong lịch sử sáng tạo nghệ thuật của nhân loại, mỗi nền văn học của mỗi quốc gia đều được phát xuất từ truyền thống của khởi điểm của dân tộc, dựng nước và giữ nước. Và như vậy văn học Việt Nam cũng thế, cũng xuất phát từ những câu chuyện truyền thuyết, những huyền thoại. Ví dụ như những câu chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh hay là Thành Giọng, hay là những chuyện Tràng Tinh Xuyền Ngô, và rồi đến những bài ca, ca dao, tục ngữ, dân gian, trữ tình, v.v. Tất cả nó tạo nên một nguồn văn học hết sức là sinh học đồng. Nó khắc họa chân dung đời sống con người xã hội Việt Nam. Và như vậy tất cả nó hình thành nên một cái diện mạo, một cái đặc trưng của nền văn học Việt Nam mà không thể lẫn lộn với một nền văn học một quốc gia nào khác. Thế thì văn học Việt Nam nó được hình thành trong tiến trình lịch sử văn hóa của dân tộc Việt Nam. Thế thì mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn có một nội dung văn học khác nhau. Như vậy sự phân kỳ của văn học nó thuộc vào sự phân kỳ của lịch sử đó. Mỗi thời kỳ lịch sử thì có một nội dung văn học khác nhau, rất là quan trọng. Do đó sự phân kỳ của văn học Việt Nam cũng gắn liền với lịch sử qua từng giai đoạn, qua từng thời kỳ. Sự phân kỳ đó phải dựa vào những sự kiện, những thành tổ văn học như tác giả, tác phẩm, thể loại, ngôn ngữ, rồi khuynh hướng trào lưu văn học, đúng không? Và những đặc điểm của nền văn học, trong đó nó bao trùm cả tư tưởng và hệ thống thi pháp làm đối tượng. Thế thì
Sự phát triển của nền văn học dân tộc chủ yếu gắn liền với những quy luật nội tại và bản chất của nền văn học. Và như vậy, với một quan điểm mà chúng tôi vừa trình bày dưới trên, thì văn học Việt Nam được chia làm bốn thời kỳ. Đã, bốn thời kỳ chính mà vì nhớ. Một là thời kỳ Việt Nam, văn học Việt Nam thời kỳ độc lập nguyên thủy. Đã. Từ khởi nguyên mà cho đến 43, tức là sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Hai là văn học Việt Nam thời đại giải phóng dân tộc đến năm là 1939, tức là văn học sau thời Hai Bà Trưng. Thứ ba là văn học Việt Nam thời đại Hùng Cự Đế Vương từ 1939 đến Triều Nguyễn. Bốn là văn học Việt Nam thời kỳ đầu thế kỷ 20 đến nay. Như vậy là chia theo các cột mốc lịch sử, phải không? Chia văn học theo các thời kỳ chuyển biến của lịch sử. Toàn bộ nội dung của nền văn học Việt Nam được phản thành hai nội dung lớn, hai chủ đề lớn, đó là yêu nước và nhân đạo. Toàn bộ, nhắc lại, toàn bộ nội dung của nền văn học Việt Nam nó phản ảnh hai nội dung lớn, hai chủ đề lớn, đó là yêu nước và nhân. Thế thì hai nội dung lớn, hai chủ đề lớn, từ văn học nhân gian cho đến văn học hiện đại, tất cả đều như thế. Chương 1, văn học Việt Nam thời đại độc lập nguyên thủy. Một bối cảnh lịch sử. Về bối cảnh lịch sử, chúng ta thấy đất nước ta nằm trong một khu vực Đông Nam Á, và như vậy được xem là một trung tâm phát sinh và phát triển của loài người, và có một nền văn hóa lâu đời. Nhưng mà làm thế nào để biết, để chứng minh có một nền văn hóa lâu đời, thì phải dựa vào ngành khảo cổ học mới chúng ta mới biết được. Thế thì ngay từ thời đại Đá Cụ đã xuất hiện người vườn ở núi Đỏ, sông băng sáng bắc hải lượm, rồi đến dân dân đạt tới hình thức xã hội tiên thị tộc, rồi đến đời thời đại Đàm mới, rồi các bộ lạc nguyên thủy, rồi chủ nhân của nền văn hóa hòa bình đã biết trong các loài cây rau quả vân vân, rồi đến chuyển qua trong lúa, và như vậy cuộc sống dân dân là ổn định. Và như vậy họ sống bằng cái gì? Sống bằng ở săn bắt hải lượm. Nhà cửa họ thì sao? Nhà cửa thì là sống trong hang. Mỗi mái đá được xem như là một mái nhà của họ, và bắt đầu hình thành hệ thống bộ lạc. Trong khi đó thì văn hóa Bắc Sơn phân bố chủ yếu trong vùng núi đá Bắc Sơn, rồi cũng như người Hòa Bình, người Bắc Sơn định cư trong các hang động. Và như vậy nó dần dần họ có một sự di cư chuyển dịch dần từ trên núi xuống đồng bằng, và như vậy nó hình thành một đời sống nông nghiệp sơ cài. Thì mấy vị đọc sử mấy vị thấy quá trình hình thành và chuyển dịch từ bộ tộc rồi đến xuống đồng bằng, rồi hình thành nên sáu cung đến nền văn minh lúa nước nhất ở vùng đồng bằng sông Bắc Bộ. Từ thời đại đồ đá rồi dần dần chuyển sang đồ đồng, rồi các bộ lạc phồn hưng, rồi trồng lúa nước vân vân. Thì ngày nay chúng ta thấy công cuộc khảo cổ học nó phát hiện dần dần, rồi chúng ta thấy là những chuyển biến về tình hình kinh tế xã hội nó dẫn đến hình thành nên cái nhà nước vắng làng.
từ một nền văn hóa phong hứng là dân dân đi đến nền văn hóa Đông Sơn là cảm quả trên chặng đường dài gần 2.000 năm. Người Việt Nam từ một nền kinh tế nguyên thủy với công cụ băng đá và đã bước sang nền kinh tế bao gồm nhiều ngành nghề. Đồng trực chúng tôi nói với câu ca dao hàng nội ngành nghề rò và ông rủ nhau xuống bể mò cua lên nấu hải củi vào chùa nghe kinh. Từ kia xã hội bắt đầu phát triển dân dân thì bắt đầu có sự phân chia cụ thể ai làm gì. Như vậy tỉnh chuyên nghiệp hóa có sự phân công của xã hội thêm dân dân được hình thành. Và như vậy những xóm la, những kênh rạch giao thông nó bắt đầu hình thành quá trình phát triển. Thế thì lao động làm cho con người sáng tạo, lao động làm cho con người phát triển về mặt tư duy, về mặt văn hóa, về mặt đời sống. Thì chúng ta đọc, chúng ta thấy có truyền thuyết chữ Đông Từ, Tiên Dung, rồi Sơn Tinh, Thủy Tinh, tất cả những cái đó đừng nói lên chi nên văn học sơ khai, văn hóa văn học sơ khai của dân tộc chúng ta. Và như vậy truyền thuyết vua Hùng Vương nó xác nhận ngôi thủ lĩnh thuộc về Nam Giới là cha truyền con nội, và gia đình là hạt nhân của xã hội, và nó minh chứng cho một xã hội phát triển nhân dân. Và như vậy nó kết cấu làng họ như vậy là một bước tiến dài ha, từ bộ tộc mà tôi đi đến kết cấu làng họ là cả một tiến trình dài. Và rồi đi đến làng xã, văn hóa làng xã nó làm cho nó biểu trưng cho sự gắn bó của dân tộc ta trong cộng đồng xã hội. Ngày nay chúng ta còn biết được những cái tư liệu cổ nó minh chứng vào thời ông vương có ruộng lạc, dân lạc, ruộng và nhân là của cộng xã, và ruộng được phân chia cai cậy cho mọi người theo phong tục của cộng đồng. Thì thời kỳ này sự phân hóa chưa rõ nét, xã hội chia làm 3 tầng lớp, đó là vua quan, quý tộc, nô tỳ và dân tự do của cộng sản nông thôn. Nhắc lại có 3 tầng lớp, đó là vua quan, quý tộc, nô tỳ và dân tự do cộng sản nông thôn. Và những tiền đề nói trên là hình thành nên một nhà nước vắng lạc. Nhà nước vắng lạc này phải không? Nó hình dần dần hình thành phát triển, buộc người ta phải gì? Dân cư đông đúc lên, buộc người ta phải phát sinh việc trồng trọt để sinh tồn. Và như vậy để trồng trọt được với cái vùng địa lý Bắc Bộ phải có hình thức đắp đê. Mà đắp đê nó được hình thành chi trong cội rễ văn hóa Việt Nam là có truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh ha. Chẳng phải ngẫu nhiên tự nhiên có truyền thuyết Sơn Tinh Thủy. Vì nước lên người ta không biết vì sao có nguyên nhân nước lên, người ta phải nói ra có ông thân dân nước lên. Sơn Tinh thì Thủy Tinh, núi rừng ai có đối kháng. Thế nên có ra truyền là Sơn Tinh Thủy Tinh. Như vậy các truyền thuyết, các huyền thoại là mấy vị thấy sợ gì nó tồn tại? Vì sao nó tồn tại? Vì nó bắt nguồn từ trong cội rễ cái văn hóa thực của người Việt, của con người cảm tồn tại. Họ cũng giải thích vì sao thời tiết nước dâng cao lên thì họ phải đặt ra vị thần dâng nước cao. Bây giờ khoa học những loại thần dâng nước nữa bằng lá gió diều địa chỉnh biến đổi khí hậu cũng lâm lá được cả lũ lụt, tức là ngồi ta chỉnh mình đủ thứ. Ngày xưa không có tư duy công của
hay tới gần vô thân thịt, phải không? Truyền thuyết thành dòng vậy, những biểu trưng cho sự anh hùng của cả dân tộc. Mình là thanh huyền thoại, là huyền sự, nhưng mà vẫn cứ tồn tại ngày nay. Vì sao? Quả trên hình thành những nước như ta, nước ta, phải không? Bao giờ cùng gắn kết và truyền thống yêu nước dự nước hết. Nước ta biết bao nhiêu cuộc chiến tranh, phải không? Từ xưa đến nay, 1000 năm trọng lại sự đồng hòa của phương Bắc, của giặc Tàu, của Trung Hoa. 1000 năm dân tộc ta phải vùng lên, phải không? Trọng lại sự đô hộ 1000 năm của ông Tàu, 8 năm của Tây, của Pháp, 30 năm của Nhật Mỹ. Và cho đến bây giờ cũng không yên, phải không? Lúc nào cũng có nguy cơ chiến tranh xảy ra hết. Cho nên chỉ hình tượng thánh, thánh giọng mới xuất hiện. Nó xuất hiện từ trong cội rễ văn hóa ngay từ buổi đầu. Nước ta là về đối thoại và có sức đề kháng để chống lại các bộ tộc khác xâm lược đấy, phải không? Và cho đến ngày hôm nay cho nên thánh giọng, nếu nước ta cứ hòa bình mãi cả đời ngã xâm lược mình thì có huyền thoại thánh giọng đâu. Vì nước ta luôn luôn làm những cuộc chiến tranh về quốc, bảo vệ đất nước, cho nên thánh giọng lúc nào cũng phải tồn tại. Còn nước mình cứ hòa bình cả đời mà không ai xâm lược mình thì không có truyền thuyết thánh giọng đâu. Cho nên đọc xin gặp là vì thế. Như vậy hình ảnh thành giọng là chính là sự kết tinh ý chí, tài năng, sức mạnh vùng lên của cả một dân tộc. Mặc dù là địa lý nhỏ bé so với các nước khác, nhưng mà cái tinh thần chiến đấu giặc ngoài xâm thì lớn lão vô cùng. Hình tượng thành giọng là một hình tượng bảo vệ quốc gia, hình tượng nuôi dưỡng cho những người con nước Việt luôn luôn yêu nước nồng nàn. Và tinh thần yêu nước đó nó tiềm ẩn trong mỗi trái tim chúng ta, nếu có dịp nó sẽ bùng lên mạnh mẽ, giống như đứa bé thành dòng lên ba mà trở thành người anh hùng vĩ đại của nước vậy. Thực tế là chỉ vào cuối thời Hùng Vương, ngoài xâm luôn luôn là đe dọa nước ta. Như vậy mở đầu là mô hình nhà nước Quang Lang, đứng đầu là vua Hồng. Chữ Hồng á, vì sao có chữ Hồng? Thì chữ Hồng theo các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học phân tích là chữ Cun trong Lang Cung của người Mường, chữ Khung trong tiếng Môn Khmer và tiếng Thái, nhằm để chỉ các tu trưởng của bộ tộc Quang Lang. Vì vậy vua Hồng là tu trưởng của bộ lạc Quang Lang, một bộ lạc mạnh nhất, giữ vai trò tập hợp các bộ lạc khác và trở thành thủ lĩnh bộ lạc và chuyển thành người đứng đầu của nhà nước Quang Lang. Vua Hồng là người có quyền lực tập trung trong tay một số quyền lực và giúp việc cho vua là ai? Là các lạc hầu. Bên nước chia ra nhiều bộ lạc và đứng đầu các bộ là lạc tượng. Đây là mô hình của nhà nước Quang Lang, chức lạc tượng là người được đời đời cha truyền con nội. Lạc tượng á, thực chất là một tu trưởng của một đầu vùng đó, và dự bộ là các cống xã. Đứng đầu bộ cống xã là bộ chính, tức là già làng. Về đời sống văn hóa thì thế nào? Nó phản ánh của cách thể hiện ăn mặc, đi lại, lối sống văn minh trong lúa nước. Nam thì đậm khổ, nữ thì mặc váy. Cả nam và nữ đều trang sức bằng đá và đồng thau. Nhà cửa làm bằng tre, nửa lạ, vân vân. Di chuyển bằng gì?
di chuyển bằng thuyền ba trên sông, trên suối. Tín ngưỡng của người Việt là gì? Là thờ các vị thần, là thần mặt trời, thần sóng, thần núi, vân vân. Đã có những nghi lễ cầu mong được mùa. Còn nghệ thuật thời Hùng Vương là nghệ thuật thủ công, tạo hình đóng sơn, phản ánh cuộc sống chính sinh động. Và ngoài ra có những lễ hội. Về mặt kinh tế thì chủ yếu là trong lúa nước. Và điều kiện sinh sống là có cả biển và cả núi rừng. Về mặt xã hội thì nền văn minh sông Hồng tạo ra kết cấu xóm làng dựa trên cơ cấu của nông thôn kiểu châu Á. Nhà nước thì đại diện cho công xã, đại diện cho quyền lợi của công xã và đại diện cho lợi ích chung để chống lại thiên tai và ngoại xâm. Có hai nhiệm vụ đó: chống ngoại xâm và chống thiên tai. Như vậy, từ khi một nền văn minh Trung Hoa và văn minh Ấn Độ nó giao lưu với nước ta thì ở Bắc Bộ là trung tâm, nhất là trung tâm lưu vực sông Hồng, đã xuất hiện một nền văn minh rực rỡ và xác lập được nền văn hóa Việt Nam từ thuở ban đầu. Và nó chính là cơ sở để thúc đẩy tạo nên một diện mạo văn học vào thời kỳ đầu tiên. Thời kỳ độc lập Nguyên Thủy đó, sơ khai. Còn mà từ đây mưa trở đi gọi là độc lập tự chủ khác nhau, phải không? Sau chiến thắng Bạch Đằng vào năm 938 thì gọi là thời kỳ độc lập tự chủ. Còn bên này là độc lập Nguyên Thủy, là nghĩa là phân biệt rõ ha. Thời kỳ đầu tiên là thời kỳ độc lập Nguyên Thủy, mà sau thời kỳ thứ 10 và thời kỳ độc lập tự chủ. Hai, diện tinh văn học. Vậy nên vì về đọc sách thêm vui lượt rồi thôi. Chúng ta biết á, nơi nào có văn hóa thì nơi đó có văn học. Đó là nguyên lý ha. Nơi có văn hóa thì có văn học. Như vậy á, giữa văn hóa và văn học là hai khái niệm khác nhau á, nhưng mà nó liên hệ chặt chẽ với nhau. Thế thì văn học nhân tộc là bộ phận quan trọng bậc nhất trong nền văn hóa dân tộc. Nó được sinh ra và phát triển trong quá trình hình thành văn hóa dân tộc. Mà từ đâu? Từ trong đời sống thực tiễn. Cùng với sự giao lưu tiếp nhận nền văn hóa nước ngoài nữa. Và không ai sống một mình được hết đó, ai có sự giao lưu hết. Và nền văn hóa dân tộc Việt Nam thực chất là có hai nền văn học, tức là hai dòng văn học, đó là văn học nhân gian và nền văn học Việt. Nói như vậy cũng đúng. Còn nền văn học dân gian và nền văn học Việt tạo ra nền văn học dân tộc. Thế thì văn học dân tộc là bao gồm văn học Việt, văn học dân gian Việt, dân gian và Việt. Nền văn học dân tộc bao gồm dòng văn học Việt và văn học dân gian, hay văn học Việt. Hai dòng này cùng xuất phát từ đời sống thực tiễn của dân ta. Nó có tác động qua lại. Ngày xưa văn học dân gian người ta còn gọi nên văn học chí nữa, truyền khẩu. Còn học Việt gọi là nên văn học bạc
Phật. Thì đó là khái niệm. Nó học chứng giác thì con người nên phải học truyền khẩu. Truyền khẩu là truyền miệng ấy. Những cái văn học viết thì con gọi nên văn học bác học. Nên văn học dẫn ra cùng lời hài ghế lắm, thấy không? Rất nhanh. Mà truyền bà người này nói quá người kia nói quá người nào. Thực tế, trong lịch sử sáng tác của những loài á, thì nên văn học dẫn ra nó sống hành và nên văn học học việc. Vì thực tế không ai khóa cái miệng mỗi người được hết á. Mà không ai khóa cái tay người ta được hết ha. Cái nào hàng xuất phát từ trong lao động, trong đời sống thực tiện mà ra hết ha. Bầu ơi thương lợi bị công ty răng khạc giọng những chung mục gian chẳng hạn. Như vậy á, văn học chẳng nhan thực sự là một tấm gương phản ảnh trực tiếp đời sống hiện thực. Ý đi, văn học chân gian thực sự là tấm gương phản ảnh trực tiếp đời sống hiện thực. Với những kinh nghiệm lao động, kinh nghiệm lịch sử, nó được biểu hiện qua một lăng kính trực tiếp của thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức, tâm tình, ý chí, nguyện vọng nào. Và trực tiếp đời sống lao động cụ thể, hả? Ví dụ như nói về kinh nghiệm nhất lụa nhi phân tam cần tự dòng vân vân. Chuồng chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì nặng, bay vừa thì râm vân vân chẳng hạn như vậy. Và trực tiếp từ đời sống sinh động qua dạng quan trực tiếp thấy hiện tượng lâu ngày đúc kết là thật. Và như vậy văn học chẳng nhan trở thành khó bảo khó tàng của một nền văn hóa. Từ truyền thuyết tấm trận nở tấm con định sơn tinh thủy tinh, rồi trải qua những câu ca dao tục ngữ điều hò dân gian nào. Qua kinh nghiệm sống rồi qua thể hiện những tình cúng bậc tình cảm cũng được khắc họa. Còn hai câu ca dao mà thể hiện cúng bậc tình cảm cho đến nay tôi người học văn về gần 20 năm rồi, bây giờ tôi chưa hiểu con lè là con sao. Mình chưa tiếp xúc thương chồng nào chảo lè lè nấu cánh bông lì nấu chè hột xe con lè lè là con gì tôi chưa biết. Thương chồng nấu chảo lè lè nấu cánh bông lì nấu chè hột xe thì về sao là về hiểu rồi, con lè lè không biết con gì. Con này không biết sao chảo lè lè rồi mà la. Nấu chè hột xe hai cái này tôi trải nghiệm rồi. Để được nấu uống canh ông lý này là thôi điều chủ tiểu uống chuông thôi bắt thôi là thôi báo cáo nấu một cỡ trúng chua trong cả da bông lý to bắt thang mà hại một cái bóng lý này cả rồi mà nấu cho được một tô thì quá lâu và mất công ghê lắm. Cái bóng lý này cho nên là vì lâu nữa mà thầy người tin cả thương cho mình nấu chào ăn mát bộ ngon ngọt đủ thứ. Cái chè ốc sen thì quá cao cấp rồi này ra ốc sen ngày xưa dành cho vua ăn không thôi, chẳng vậy dành người người cao cấp cái niềm khó. Nhưng mà cái lá lá này tôi chưa biết là chưa biết con là chứ vịt trời là con bắt khó phải không? Chắc bắt cũng khó phải không? Như vậy văn học nhân gian là xuất phát từ trong đời sống thực tiễn, nó thể hiện kinh nghiệm ha, thể hiện tư duy
được thể hiện cả những cúng bậc tình cảm của con. Con người nhiều lắm, cả gia tộc người nó thể hiện qua những làng điệu vân vân. Như vậy tiếp cận văn học dân gian, chúng ta tiếp cận được phải không đời sống tinh thần của và sức sống mạnh liệt của cả dân nhân tộc trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Nó thì quý giá nhất là nó tồn tại trong đời sống tâm thức của mỗi dân tộc. Cái này nó như làm chân lý, cái gì nó trở thành cá giao tục ngữ rồi á, nó trở thành chân lý ra, vì cha ông ta đúc kết rồi, nó được sàng lọc, cái gì cũng chân lý. Ví dụ nào dứt nước chi phán tam căn tự dòng, nó bộ cái nó trở thành chân lý. Hay là gần mực thì đen, gần đen thì sáng, chu cuộc đời xã hội nào nữa hàng phần cử tồn tại. Về mặt đạo đức em chơi người xấu thì mình làm xấu theo, chơi người tốt mình tốt theo, không có cái chi mà thay đổi được hết. Ở bao thì tròn, ở ẩm thì dai, dứt khoát ở thêm ngàn mà tình dứt khoát, không có chi mà thay đổi được hết. Bên cạnh nền văn học nhân gian thì có một nền văn học Việt là một việc nó hình thành, nó phát triển song song. Nhưng mà cái nền văn học Việt của chúng ta thật sự nó có mặt từ khi sơ khai, nhưng mà để mà trở thành mà phát triển mạnh mẽ phải kể từ thế kỷ thứ 10. Nói chung cũng bị đô hồ ngang năm nó hơi bị lẹp về một chút. Qua bắt đầu mà độc lập rồi, khi nào mình được tự do thì nó phát triển mạnh mẽ nhất từ thế kỷ thứ 10. Có nhiều lý do khách quan mà trước thế kỷ thứ 10 nên văn học Việt của chúng ta phát triển có sự hạn chế, do là bị phong kiến Trung Hoa đô hộ, là đô hộ mới bị tưởng tượng 1000 năm mà mình không bị đồng hóa là quá giỏi rồi, tôi thấy là quá bị đài trong lịch sử nước ta mà. Bắt học chữ Hán, bắt nói tiếng Hán, mà dân ta cũng cò quầy rồi, cũng độc lập riêng ra, rồi cuộc rồi, cũng thoát ra được. Nó cũng còn lịch sử mà dân nước với dư nước nào mà vĩ đại với nước ta, đúng không? Đô hồ 100 năm ở Đà Ngạn là dài, thường thường đem 1000 năm là mới bị tưởng tượng thể, mới nó vượt thoát ra được. Và như vậy văn học Việt nước ta nó trở thành một dòng văn học đi vào đời sống văn hóa dân tộc kể từ khi nước nhà độc lập tự chủ là 6 chiến thắng Bạch Đăng 1938. Những trang Việt đầu tiên nên văn học Việt người ta là được viết bằng chữ Hán, có lý do của nó, và Việt bằng chữ Hán nhưng lại đọc theo âm Hán, Hán Việt. Cho đến ngày nay các nhà khảo cổ học, ngôn ngữ học đã nhai cấm tìm kiếm nên cái chữ Việt đầu tiên của người Việt, nhưng mà vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Còn người cho rằng người Việt cổ từ nền văn hóa Đông Sơn đã có chữ Việt, chữ Việt ấy với hình thức thô sơ. Nhưng rồi sau khi nhà Hán qua, nó đã xóa chữ Hán là chữ Việt của người Việt thời kỳ đó, và thay vào đó là phổ biến bằng chữ Hán, bắt dân ta học chữ Hán. Như vậy trong một bối cảnh lịch sử nước ta bị đô hộ, việc tiếp thu chữ Hán làm điều tất nhiên là tránh khỏi. Nhưng mà dân tộc ta mấy em nhân lực không bao giờ chịu khuất phục như vậy, mà mặc dù tiếp thu chữ Hán, nhưng như ta ở chi nữa có một quá trình sáng tạo cải biên mượn ấm chữ Hán, nhưng mà là viết bằng tiếng Việt, mượn ấm mượn nghĩa, và cho nên có chữ Hán Việt
rồi chữ nôm ra, ra đời đó. Chữ nôm này hình thức giống như chữ Latin mình viết tiếng Việt ngày nay vậy đó, phải không? Và như thầy hình thành bộ phận văn học Việt có hai: văn học Việt, nền văn học Việt được viết bằng chữ Hán, và hình thành nền văn học chữ chữ nôm. Đó, học cái ni lông đi, học chữ Hán này, chữ nôm đi, hình thành nền văn học Việt, hình thành hai nền, hai dòng văn học Hán và văn học chữ chữ nôm. Nói nhanh lắm các ông xã, nếu tôi cảm giác nó nói nhanh nữa. Hình thành nền văn học với là cái bình xấu chứ, càng nói càng nhanh. Nền văn học tôi chậm lại, nền văn học Hán và nền văn học chữ nôm. Nhưng mà chúng ta coi vốn là học với tôi tuyệt đó rồi, chị nghe chắc cũng khá quen rồi phải không? Học môn lịch sử rồi hả? Hả? Nền văn học Hán và nền văn học nôm, được chưa? Dạ. Dạ, tôi nói dẫn vậy, ngày qua tôi dạy dự đại học nhân văn lớp cao học hạng nó mới nghe được hết dẫn miền Tây, họ nghe được đưa lớp ít nhân mẹ đông. Cao học thêm mười mấy người. Văn học Phật giáo dạy lớp hạng nó mười mấy người dẫn miền Tây, họ nghe được hết. Mới dạy ba buổi. Nhiều khi mình làm chủ mình ấy, càng nói biết lên, nói nhanh học trò không hiểu, càng nói là hắn lên, càng nhanh mình. Còn điều nên vắng học Việt mà thanh tù lượng á, chữ Hán chữ nôm lại bắt đầu từ những nhà trí thức đầu tiên, đó là các nhà sư tác giả. À, những người cầm bút để hình thành nên văn học Việt mà để dấu ấn lớn là hầu như là các nhà nhà sư ở trong các chùa. Nghĩa là như vậy, ý tôi nói này, nên văn hiệu học Việt nó sống hành mà nên văn học chính nha. Nhưng mà nên văn học Việt á, nó phát triển mạnh kể từ khi nước ta được độc lập từ chủ. Thế thì trước đó, tức là trước thế kỷ thứ 10, dân tộc ta vẫn còn nên văn học học Việt, đó là một quan điểm mới. Xưa nay là mình cứ nói từ thế kỷ thứ 10 mà còn nên văn học Việt, không phải. Nên văn học Việt á, nó có từ khi nó sống hành cùng với văn học dân nhân gian. Nhưng mà phải hiểu cho rõ này, hắn chỉ phát triển mạnh mẽ khi nước ta hoàn toàn độc lập vào năm 1938, lập luận như vậy thì luận điểm như vậy mà đúng. Còn mà nói trước 75 cứ nói từ thế kỷ thứ 10 mà còn nên bác học Việt, việc nói như vậy cũng đúng ha. Ngày nay bằng chứng khảo cổ học người ta là chứng minh nhiều rất rõ. Ví dụ như là bài Việt ca, tôi bạn nhìn đấy. Ví dụ như là bài Việt ca là một bài thuộc loại hình âm nhạc Việt cổ, nó được chiếm lĩnh trong nền văn hóa của bộ phận quý tộc Trung Hoa, cụ thể là Vương Thương làm đại tư mã đại phù vào những năm 1774 trước Dương lịch. Bài này người Việt sáng tác, nhưng lại đã được tác động vào giới quý tộc của Trung Hoa. Lưu Hương với tư cách là hiệu trong bí thư, và trong quá trình đi tìm thư trong thiên hạ mà sách tiền hạng thứ 10 đã ghi sưu tập chép bài Việt ca vào trong thiệt uyển. Như vậy là có sự giao lưu văn hóa, tức là nước mình bị đô hộ rồi, được bảo lưu trong sách thiệt uyển của Trung Hoa. Và hoặc là do người Việt chép và gửi dâng lên vua Trung Hoa làm quà tặng. Như vậy á, một bài Việt ca mà được chép vào bộ thiệt uyển thì chứng tỏ bài Việt ca này là có giá trị
Mà thiệt quyền là gì? Thiệt quyền làm bộ sách để chép những tư liệu quan trọng dâng cho vua, mà giới quý tộc thực thi là à. Như vậy á, bài Việt ca có giá trị nội dung lớn và có bản dịch bằng tiếng Hán, nó xuất hiện trong tác phẩm cổ điển của Trung Quốc. À. Như vậy ngày nay ta tìm thấy được bài Việt ca mà nó lưu lạc qua bên Trung Hoa, bài này thì của người Việt đầu tiên. Nội dung bài Việt ca nói là gì? Đó là tấm lòng cá người, tấm lòng chúng thủy, ngưỡng mộ của người dân đối với đấng quân quân vương. À. Thì về kể cả và ngôn từ mộc mạc, bài thơ này đi vào lòng người dân một cách tự nhiên, và có cả ngôn ngữ tiếng Việt ở trong đó. Vì sao bài này nó nằm trong sách Thiệt Uyển mà nó là bài Việt, vì có những cụm từ Việt, không? Chiều nay chiều nào là ngày nào, rồi nó ghi lại tấm lòng người dân đối với vua, diện lạc bằng lưỡi ăn dù, núi có cây hề, cây có cành, không quan, núi là hình ảnh uy nghi, và như vậy là biểu trưng cho ẩn dụ, không? Ẩn dụ núi là hình ảnh lớn uy nghi, cây thì được núi dường từ núi, đó, cây thì có cành có lá, tức là một lượng loại lòng dân đối với quân vương, dân như cây cỏ, quân vương giống như núi lớn. Bài thơ này nhung lượng ngắn thôi, nhưng mà nội dung là truyền tải khá nhiều ở buổi đầu tiên, từ chuyển hóa từ nền văn học chính gian chuyển sang nền văn học Việt. Và như vậy vào thời ông vương, người ta xác định ngoài nền văn học chính gian xuất hiện một vài bài văn học được viết bằng chữ Việt. Tiếc rằng bài này cũng bị thất truyền rồi, mà nằm trong bộ Thiệt Uyển được dịch ra bằng chữ Hạ. Nếu mấy vị nên đọc với tác phẩm Lục Đồ Tập Kinh ha, Lục Đồ Tập Kinh, như trên phòng mô tô này có bản ha, để biết là có Lục Đồ Tập Kinh nó gắn với truyện Kho Tàng Cổ Tích của Nguyễn Đồng Chi, thì còn nói đến quá trình tiến trình hình thành văn hóa văn học dân tộc ta thời kỳ đầu sơ khai ha. Trong tiến trình dựng nước buổi đầu tiên vào thời kỳ vua Hùng Vương, và như vậy đã xuất hiện nên văn hóa văn học sơ khai buổi đầu, và nó minh chứng vào xã hội độc lập nguyên thủy thời kỳ đầu của dân tộc ta, và có một nền văn học Việt, dòng văn học Việt, rồi dòng văn học dân gian, đúng không? Tồn tại sống sống. Mà cụ thể hóa ngày nay người ta tìm thấy được bài Việt ca, vẫn chưa có đi đến kết luận rõ cuối cùng, đúng không? Vẫn đang nằm trong giai đoạn thời kỳ nghiên cứu, mình tạm nghỉ giải lao ha.